chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 14 tháng 5 nội dung đáng chú ý sau. Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chung sức tranh tài sân chơi mới cho người lao động. Tăng cường trách nhiệm của các ngành chức năng trong kiểm tra giám sát đào vét hồ thủy lợi. Trong phần tin thế giới, Iran nỗ lực tìm hướng đi mới cho thỏa thuận hạt nhân. Nhiều nước không tham dự lễ khai trương đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 24. Đây cũng là phiên cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Phiên họp này sẽ được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2018. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành họp phiên thứ 24 để cho ý kiến về hai dự án luật, gồm Luật Công an Nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số luật liên quan đến luật quy hoạch, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về công tác nhân sự, xem xét các báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2017, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 1083 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018. Việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Riêng nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ được gửi xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng văn bản. Đây là phiên họp cuối để xem xét một số nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Phiên họp này sẽ được tiến hành trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 5 năm 2018. Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở ngành, nghe Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu về Trái tim Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về Trái tim Côn Đảo thuộc vườn quốc gia Côn Đảo. Theo báo cáo của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn, dự án có diện tích hơn 100 hecta, trong đó khu vực bãi Ông Đụng gần 68,4 hecta, khu vực sở rẫy gần 32 hecta. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về Trái tim Côn Đảo tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, hạn chế tối đa việc tác động môi trường tự nhiên, đáp ứng nhu cầu du lịch cao cấp của khách quốc tế và khách Việt có thu nhập cao. Các phân khu chức năng của dự án gồm khu nghỉ dưỡng sinh thái Honeymoon Luxury với các dịch vụ ẩm thực, nhà hàng, khách sạn, spa, câu cá, ngắm san hô, ngắm mặt trời mọc và lặn, trung tâm dịch vụ du lịch thể thao biển, tắm biển, chèo thuyền, đi tàu quanh đảo. Sau khi nghe ý kiến của các sở ngành góp ý về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Hiểu về Trái tim Côn Đảo, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao ý tưởng thiết kế và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục đầu tư để trình Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến. Tại khách sạn Imperial thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên vừa tổ chức lễ vinh danh các thí sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi IELTS năm 2017 và năm 2018. Đến dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo và Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng đông đảo các phụ huynh và học viên của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên. 139 học viên Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên đã được trao chứng chỉ quốc tế IELTS của Hội đồng Anh và quà tặng của Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên. Đây là các học viên đã thi chứng chỉ quốc tế IELTS đạt kết quả từ 6.5 đến 8.5. Trong đó có 10 em đạt điểm 7.5 trở lên, được nhận 10% tới 50% học bổng của các trường đại học tại các nước Anh, Úc và Canada. Trong những năm qua, Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Kỳ Nguyên đào tạo được hơn 20.000 lượt học viên tham gia các khóa học tiếng Anh tại trung tâm. Trong số đó có hàng ngàn học sinh tham gia học IELTS, kết quả thi của các học viên đạt từ 6.5 đến 8.5 và năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện nay Kỳ Nguyên là đơn vị đại diện chính thức của Hội đồng Anh tại Việt Nam, chuyên đào tạo và tổ chức các kỳ thi quốc tế IELTS hàng tháng tại thành phố Vũng Tàu. Từ năm 2015 đến nay, Kỳ Nguyên luôn giữ vững là đối tác vàng của Hội đồng Anh, là đối tác tin cậy của Hội đồng Khảo thí Ngôn ngữ Đại học Cambridge, Vương quốc Anh, chuyên đào tạo thi cấp chứng chỉ quốc tế như là Starters, Movers, Flyers,
KET, TET và FCE. Kỳ Nguyên còn là đối tác lớn của IIG Việt Nam, đơn vị đại diện khảo thí của Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam, tổ chức cho hàng trăm lượt thí sinh tham gia thi lấy chứng chỉ TOEIC mỗi năm. Ngoài ra, Kỳ Nguyên còn hợp tác với các đối tác tổ chức du học như EduViet, New Pathway, GPA và IDP Việt Nam trong tư vấn du học cho học sinh. Năm 2017, Trung tâm được nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Mạnh Đất Việt do Hội Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trao tặng. Ngày 14 tháng 5 tại thành phố Vũng Tàu, công ty Map Pacific Việt Nam tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp năm 2018 với sự tham gia của 250 nông dân tiêu biểu đã vượt qua vòng sơ loại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên do công ty tổ chức trong tháng 3 vừa qua. Tại hội thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp năm 2018, các nông dân trải qua 4 vòng thi gồm tự giới thiệu, hỏi nhanh, đáp nhanh, tăng tốc, trò chơi ô chữ và về đích. Nông dân chúng ta đều giỏi, với nội dung chính là thể hiện năng khiếu về văn nghệ, kiến thức sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, nông dân còn giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả để cùng trao đổi, học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau. Dịp này, bà con nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ Tây Nguyên được giao lưu với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, nguyên trưởng khoa nông nghiệp trường Đại học Cần Thơ, về những thông tin liên quan đến biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đến tình hình sâu bệnh hại cây trồng, các giải pháp thích ứng để sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho đội Map Logic của Liên quân Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, giải nhì cho đội Đất Sen Hồng của Đồng Tháp, Vĩnh Long và đồng giải ba cho đội 5S của Sóc Trăng, Bạc Liêu, đội Matasin của Liên quân Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông. Hội thi tìm hiểu kiến thức nông nghiệp được công ty Map Pacific Việt Nam tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất, sử dụng thuốc Map Pacific an toàn và hiệu quả, thích ứng tốt với tình hình biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập và đời sống gia đình. Thưa quý vị, lần đầu tiên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có cơ hội tham gia trò chơi truyền hình quay ngay tại địa phương. Chương trình mang tên Chung sức tranh tài do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Truyền thông và Văn hóa Nam Hưng tổ chức. 36 đội thi đến từ các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa bước vào đợt tranh tài đầu tiên. Chương trình sẽ được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chung sức tranh tài là trò chơi truyền hình được xây dựng thông qua các tiểu phẩm trò chơi vận động liên hoàn. Trò chơi diễn ra trong 45 phút với 3 đội chơi cùng lúc, mỗi đội có 5 thành viên chính thức và 2 thành viên dự bị. Các đội trải qua 4 phần thi mang tên tâm đầu, ý hợp, chung sức và tranh tài. Ở phần thi tâm đầu, 3 đội thể hiện tài năng nghệ thuật. Phần thi ý hợp, các đội xác định địa danh thông qua hình ảnh gợi ý của ban tổ chức. Thi tranh tài và chung sức là thi trò chơi vận động. 4 đội có điểm số cao nhất trong vòng thi quý sẽ bước vào vòng chung kết năm. Không chỉ được vui chơi, giao lưu, các đội tham gia chương trình còn có cơ hội nhận giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng. Chương trình đã tạo ra một sân chơi lành mạnh cho người lao động, giúp họ có những phút thư giãn sau giờ làm việc căng thẳng. Trước đây mình chỉ xem những cái chương trình game show trực tiếp trên hình thôi, nhưng mà hiện tại hôm nay mình đã tham gia trực tiếp trên cái game show như thế này, rất là hoành tráng thế này. Nói chung tinh thần rất là vui vẻ và rất là hoành tráng, anh em ở đây rất là đoàn kết với nhau để chung một cái cuộc chơi với nhau. Chương trình chung sức tranh tài còn có sự tham gia của những nghệ sĩ tên tuổi được nhiều người yêu thích như diễn viên Huy Khánh, Lê Bê La, Mai Phương, Hứa Minh Đạt trong vai trò ban giám khảo và hai MC Thảo Nguyên, Lê Bỉnh Phát. Không đơn thuần chỉ là một sân chơi giải trí cho người lao động, chung sức tranh tài còn là một sản phẩm truyền hình mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình được ghi hình và phát định kỳ trên sóng BRT. Trong bối cảnh bùng nổ các chương trình truyền hình như hiện nay, chung sức tranh tài mang ý nghĩa thiết thực, hứa hẹn sẽ mang đến cho người lao động cũng như khán giả những phút giây thư giãn nhiều cung bậc cảm xúc. Huy Khánh nghĩ rằng đây là một sân chơi rất là bổ ích dành cho các bạn trẻ và đặc biệt là những công nhân viên chức, để cho các bạn ấy có cơ hội được thể hiện chính mình và thể hiện tình đồng đội, và những người không tham gia được thể hiện mình là những người đồng đội đi theo cổ vũ. Game show hiện nay là nó đã có hơn 10 năm nay, nhưng là cái game này để đầu tư để có một cái sân chơi cho những công nhân viên, những cán bộ để đầu tư vào chơi như thế này, mình thấy nó đầy ý nghĩa và để cho có một cái sân chơi cho các bạn được giao lưu để học hỏi các đơn vị khác để tham gia một cái game này. Trò chơi truyền hình chung sức tranh tài sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ đến 21 giờ 45 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, dự kiến phát sóng đầu tiên vào đầu tháng 6 năm 2018. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 trong năm 2018 của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được tổ chức tại huyện Xuyên Mộc.
Dù đã nỗ lực trong đổi mới hình thức, nội dung tổ chức, thế nhưng kết quả ở phiên giao dịch lần thứ 3 này vẫn không như mong đợi. Số lao động đến giao dịch đã thấp, số người tìm được việc phù hợp càng thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp. Phiên giao dịch việc làm lần 3 năm 2018 có 21 doanh nghiệp tham gia, tuyển dụng gần 3.200 vị trí việc làm. So với phiên giao dịch lần thứ 2, nhu cầu tuyển dụng lần 3 giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, vị trí lĩnh vực tuyển dụng lại khá đa dạng, từ lao động phổ thông đến lao động có trình độ tay nghề cao ở các lĩnh vực xây dựng, nhà hàng, khách sạn, nhân viên văn phòng, tài chính, kế toán, bán hàng, cơ khí, điện công nghiệp. Mức lương cho lao động từ 4 tới 10 triệu đồng một người một tháng. Các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh cũng tham gia tuyển sinh với gần 1.400 chỉ tiêu. Đặc biệt, trong phiên giao dịch lần này, có doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài khá lớn, chiếm gần 44% vị trí việc làm cần tuyển dụng, với mức lương từ 25 tới 60 triệu đồng một tháng. Thế nhưng, theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, số lao động có nhu cầu đi nước ngoài đợt này chỉ chiếm 2%, nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc ngay tại địa phương cũng chỉ chiếm hơn 2%. Mình cũng có gia đình rồi, có con rồi, thì mình cũng muốn tìm những cái công việc gì mà nó ở tại địa phương mình ấy, không phải đi xa, vì phụ nữ mình thì mang tính chất chăm con ấy, thì em thấy công việc cũng nhiều đó. Thật ra thì hôm nay, cái phiên giao dịch hôm nay thì em thấy là cái lượng mà lao động tới xin việc thì cũng không có nhiều, cũng ít. Nhưng mà em thấy nếu mình nộp vô bên em được như đây hồ sơ là em thấy cũng tương đối là khá. Với mục đích là cũng tạo cái điều kiện để có cơ hội tiếp cận nhiều hơn nữa với các em học sinh, sinh viên ở các cái cấp như là trung học cơ sở hoặc trung phổ thông, để tạo điều kiện cho các em có thể tham gia học nghề tại trường. Tuy nhiên thì số lượng ngày hôm nay các em đến thì cũng rất là hạn chế. Vì một mặt thì hiện tại các em thời điểm này cũng đang trong cái giai đoạn là thi, tập trung vào thi học kỳ. Và về phía nhà trường thì cũng đã đi tư vấn trực tiếp xuống từng trường. Cung cầu lệch pha nên sau một ngày diễn ra phiên giao dịch việc làm, có gần 280 lượt lao động được tư vấn, đạt gần 9% so với nhu cầu tuyển dụng. Trong gần 100 người được sơ tuyển, hơn 30 người được nhận hồ sơ trực tiếp và 65 người được hẹn phỏng vấn. Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại địa phương, đổi mới các phương thức tổ chức nhằm thu hút người lao động tham gia là những nỗ lực trong tổ chức các phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Tuy nhiên, những kết quả thu về vẫn không như mong đợi. Có cái điểm mới so với những phiên khác là năm nay thì đợt này thì trung tâm có phối hợp với địa phương tổ chức cái buổi tư vấn, một cái chương trình tư vấn định hướng về nghề nghiệp và dạy nghề cho các em học sinh khối 12. Thì đó là cái điểm mới. Mặc dù là cái công tác chuẩn bị rất là chu đáo, nhưng mà cái số em học sinh của khối lớp 12 hầu như là không có mặt. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh sẽ tăng cường hơn công tác tuyên truyền, tổ chức các phiên giao dịch theo chuyên đề, đồng thời nắm bắt sát thực hơn nữa nhu cầu lao động từng địa phương để tổ chức các phiên giao dịch việc làm phù hợp và hiệu quả với từng đối tượng, khu vực. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh, nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do sử dụng lâu năm đã xuống cấp, bị bồi lắng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Để sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi cũng là giảm bớt gánh nặng cho ngân sách, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho thí điểm nạo vét một số lòng hồ bằng phương thức xã hội hóa. Thế nhưng, quá trình nạo vét cải tạo lòng hồ và bù lại doanh nghiệp được tận thu vật liệu trong quá trình nạo vét đã nảy sinh nhiều vấn đề. Vậy trách nhiệm của các ngành chức năng trong thẩm định, kiểm tra, giám sát dự án được phát huy như thế nào để quá trình thi công đạt chất lượng, đảm bảo tiến độ, đảm bảo các yêu cầu theo hợp đồng dự án? Và quan trọng hơn cả là không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ghi nhận tiếp theo của nhóm phóng viên thời sự hôm nay sẽ đề cập đến. Tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi mà trước hết là nạo vét các hồ chứa nước nhằm tăng khả năng tích trữ nước hiện là yêu cầu bức thiết. Thế nhưng rõ ràng, nếu không có sự đánh giá, giám sát chặt chẽ của ngành chức năng mà trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thì khó tránh khỏi nhập nhằng với tận thu vật liệu hay khai thác vật liệu trong quá trình nạo vét hồ. Chẳng hạn dự án nạo vét tận thu khối lượng vật liệu san lấp hồ Búc Thiền, huyện Long Điền, chủ đầu tư lập hồ sơ triển khai dự án 5 năm, khối lượng nạo vét tận thu gần 1,6 triệu mét khối. Trong khi hiện nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tạm dừng đấu thầu quyền khai thác các mỏ khoáng sản để chờ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì chủ trương cho phép doanh nghiệp nạo vét lòng hồ và tận thu vật liệu là không thể thực hiện. Bởi tận thu vật liệu không khác với khai thác vật liệu, nhất là trong dự án nạo vét hồ Búc Thiền. Việc tận thu kéo dài đến 5 năm, khối lượng tận thu lên đến hơn triệu mét khối cát. Sau khi có kiến nghị của huyện ủy Long Điền, Bí thư Tỉnh ủy ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã trực tiếp chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lại dự án.
hoặc với dự án nạo vét hồ sông Kinh và sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc khi chủ đầu tư lập hồ sơ dự án trình các ngành chức năng phê duyệt. Mặc dù chưa đủ hồ sơ pháp lý như thiếu giấy phép khai thác khoáng sản, chưa có biên bản bàn giao mốc ranh giới nhưng vẫn được các ngành chức năng cấp phép để triển khai. Quá trình triển khai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường lại không thường xuyên kiểm tra giám sát, dẫn đến nước hồ chưa lắng lọc mà vẫn cung cấp ra bên ngoài, ảnh hưởng đến hơn 100 hectare sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm ngàn hộ dân. Thêm nữa, chủ đầu tư cũng chưa được cấp phép khai thác khoáng sản theo danh nghĩa là tận thu vật liệu trong khu vực dự án, nhưng vẫn vận chuyển hơn 8.000 mét khối cát ra khỏi khu vực. Từ ý kiến phản ánh của người dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh có đợt khảo sát tình hình nạo vét các hồ thủy lợi vào tháng 3 năm 2018. Tại hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm trong triển khai thí điểm nạo vét hồ chứa nước sông Kinh, sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thừa nhận đây là dự án thí điểm nên việc phối hợp với các sở ngành địa phương chưa chặt chẽ. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tiến hành chỉ định đơn vị tư vấn giám sát có năng lực thực hiện công tác giám sát thi công. Xét về môi trường thì nói thú thật thì cũng chưa có được sâu sát lắm. Tuy nhiên mà khi mà có những phản ánh của người dân thì đơn vị là chi cục thủy lợi thì cũng đã tham mưu cho sở cũng như để yêu cầu cái đơn vị thực hiện người ta sẽ phải là khắc phục những cái vấn đề ảnh hưởng tới môi trường. Cũng tại hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh các đơn vị chức năng chưa làm hết trách nhiệm được giao và buông lỏng quản lý. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường sẽ xem xét lại để đánh giá lại cái tác động môi trường của việc nạo vét cát để chúng ta có một cái cách nạo vét cát nó bền vững hơn. Để thứ nhất vừa đảm bảo được cái mục tiêu đó là đảm bảo được dung tích hồ chứa nước, nhưng vấn đề thứ hai nữa đảm bảo chất lượng nguồn nước, phục vụ tưới nước cho người dân cũng như phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Sau 3 tháng tạm dừng thi công, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ sản xuất Cát Hà, chủ đầu tư dự án nạo vét hồ sông Kinh và sông Hỏa, huyện Xuyên Mộc đã thực hiện các yêu cầu của đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh là bàn giao mốc ranh giới khu vực nạo vét và ranh giới phạm vi hồ thủy lợi, bố trí 5 hồ lắng, mương thu nước, lắp đặt các biển báo trong quá trình thi công. Cách đây 1 tháng, công ty cũng trình Sở Tài nguyên Môi trường hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong 4 năm, tương đương với thời gian nạo vét hồ 4 năm. Thế nhưng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Xuyên Mộc vẫn kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh giảm thời gian nạo vét hồ để tránh ảnh hưởng đến sản xuất sinh hoạt của người dân. Chúng ta tổ chức nạo vét vào mùa mưa để làm sao là có cái lượng nước về thì nó chảy rửa đi những cái chất mà thải của chúng ta ra. Cái thứ hai là chúng ta làm quy mô thì theo cái dự án này thì chúng ta làm 5 năm mà cái lượng cái thể diện tích cái hồ này thì có 150 mấy hecta thôi thì chúng ta làm từ từ 4-5 năm làm sao làm quy mô nó nhỏ lại. Bên cạnh những hồ được triển khai nạo vét thí điểm, năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương thực hiện nạo vét tận thu vật liệu đối với hồ Suối Nhung, hồ Châu Pha, huyện Tân Thành. Khoảng 25 hồ thủy lợi khác đang tiếp tục được xem xét nạo vét. Nếu những dự án này không có sự thẩm định, quản lý chặt chẽ của ngành chức năng, chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi những hệ lụy tương tự như các dự án nạo vét tận thu vật liệu, mà chủ yếu là cát, như các dự án thí điểm trong thời gian qua. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, ngay sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên mức án 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, 78 tuổi, nguyên giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì dư luận xã hội đã có sự phản ứng mạnh mẽ. Trong sáng nay 14 tháng 5, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có báo cáo kết quả khẩn cấp lên phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và vụ nghiệp vụ Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo hội đồng xét xử cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Khắc Thủy chỉ có hành vi dâm ô với một bé gái, còn bé gái thứ hai không có chứng cứ buộc tội. Tuy nhiên trong báo cáo của mình, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh bảo lưu quan điểm, khẳng định đủ cơ sở kết luận ông Thủy có hành vi dâm ô với hai bé gái. Phiên xử phúc thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như già yếu, bệnh tật, có cống hiến của bị cáo, nên hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thủy mức án 18 tháng tù cho hưởng án treo. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh khẳng định, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu và bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội, không oan sai. Đồng thời khi lượng hình, cấp sơ thẩm đã cân nhắc những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, rồi mới tuyên 3 năm tù đối với bị cáo Thủy. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cho biết, khi Tòa án Nhân dân tỉnh có báo cáo chính thức kết quả xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ có văn bản kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giám đốc thẩm. Tiếp tục ghi nhận về chuyến tiếp tế cho các trạm hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, từ Đà Lạt,
tàu hải đăng 05 tiếp tục vượt 240 hải lý để đến trạm hải đăng An Bang, được xây dựng vào đầu năm 1995 và là trạm khó tiếp cận nhất trong 9 trạm hải đăng ở quần đảo Trường Sa. Đảo An Bang nằm phía cực nam quần đảo Trường Sa. Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự và phát triển kinh tế biển, là cầu nối giữa các đảo thuộc quần đảo Trường Sa với khu vực dầu khí nằm trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. An Bang còn có một cái tên gọi khác là đảo Đồng Hồ, vì dưới dân đảo có bãi cát nhỏ nổi lên. Điều đặc biệt là bãi cát này di chuyển quanh năm theo mùa và cứ di chuyển hết một dòng đảo là tròn một năm. Tàu hải đăng 05 đến đảo An Bang lúc mờ sáng. Nhìn từ tàu hải đăng 05, trạm hải đăng An Bang như một tòa lâu đài trong cổ tích, với những dãy nhà màu vàng, những trụ quạt gió xoay tích, những cây bàn vuông, cây tra, cây dừa và tháp hải đăng cao vút. Biết tàu tiếp tế đang cập vào đảo, nhân viên trạm đèn An Bang cho xuồng ra đón. Tiếp cận được đảo An Bang cực kỳ khó, bởi khu vực này dòng chảy rất mạnh, liên tục cuộn sóng, mực nước cũng rất sâu. Tàu tiếp tế không cập trực tiếp vào đảo mà phải qua xuồng nhỏ, nhưng để vượt qua những con sóng dựng đứng quanh An Bang, không ít lần xuồng nhỏ cũng bị lật úp, dù chỉ với gió cấp 3, cấp 4. Cấp hàng đảo An Bang là đảo khó nhất, vì chúng tôi khi mà đi từ hướng Nam lên hướng Bắc, phải nằm ở đá Tây chờ, khi nào mà anh em ở bên đảo An Bang báo là biển êm, lấy được hàng thì khi đó tàu từ bên đá Tây mới chạy sang. Chứ vì là đảo đó là không có điểm neo, một hai là không có cái chỗ mà cái bầy cạn để chắn sóng cho tàu neo đậu. An Bang là đảo nổi, quanh năm hứng chịu sóng to gió lớn và nắng nóng hơn mọi đảo ở Trường Sa, nên anh em các trạm đèn gọi An Bang bằng cái tên đảo Lò Vôi. Quanh đảo hầu như không có cá, nước cũng thiếu triền miên. Các thế hệ công nhân trạm đèn đã kiên trì cải tạo đất từ cát, sạn, san hô, trồng rau, nhưng hầu như luôn thất bại. Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống khắc nghiệt, bù lại hạ tầng cơ sở đảo An Bang khá khang trang. Hiện nay xung quanh đảo đã có hệ thống bờ kè vững chắc, trên đảo có điện năng lượng mặt trời, sóng điện thoại, thiết bị thu phát tín hiệu truyền hình. Đời sống của người công nhân gác đèn ở đây nhờ vậy cũng bớt phần cách biệt. Hơn nữa, ở trên đảo nổi còn có lực lượng bộ đội đóng quân, các buổi giao lưu được tổ chức thường xuyên, đời sống tinh thần khá phong phú. Nhưng mà vì ở ngoài này bây giờ nó cũng dễ, điện thoại liên tục mà, thì Zalo vẫn cứ, Facebook vẫn cứ nói chuyện với con bình thường. Vợ con thì cũng động viên, bố cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ, mẹ con ở nhà vẫn lúc nào cũng nhớ bố. Giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những nụ cười của người công nhân gác đèn vẫn luôn rạng ngời, luôn thể hiện quyết tâm bám đảo, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp cận An Bang khó khăn, rời An Bang cũng khó khăn không kém. Không chỉ có các công nhân trạm đèn, cả bộ đội trên đảo phải giúp sức giữ xuồng cho đoàn tiếp tế về lại tàu. Tàu chạy rồi, xuồng của anh em trạm đèn còn chạy theo một đoạn tiễn đưa lưu luyến. Nhìn chiếc xuồng nhỏ lướt chênh vênh trên sóng nước An Bang, sao mà thương quá đổi. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin quốc tế nổi bật, mở đầu là những thông tin về thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngày 13 tháng 5, Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani, tái khẳng định rằng nếu lợi ích của nước này được bảo vệ, Tehran vẫn có thể duy trì cam kết đối thoại với thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký kết. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Sri Lanka, ông Sirisena đang ở thăm Iran, Tổng thống Iran, ông Hassan Rouhani nêu rõ, nếu năm nước còn lại tham gia thảo luận hạt nhân gồm Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức tiếp tục tuân thủ thỏa thuận này, Iran vẫn duy trì cam kết của mình bất chấp việc Mỹ rút lui. Cùng ngày, phát biểu khi tới Trung Quốc, chặn dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du tới nhiều nước nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, Ngoại trưởng Iran ông Javad Zarif bày tỏ hy vọng với chuyến công du này, Iran có thể xây dựng được đề cương tương lai rõ ràng cho thỏa thuận hạt nhân trên cơ sở thiết kế lại bản thỏa thuận này khi không có Mỹ. Sau Trung Quốc, Ngoại trưởng Zarif sẽ thăm Nga và tới Brussels, Mỹ. Cùng ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Bolton cho biết, các doanh nghiệp châu Âu giao dịch với Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran có thể hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Washington.
Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ông John Bolton khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với các doanh nghiệp châu Âu làm ăn với Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân là có thể, và điều này tùy thuộc vào cách hành xử của chính phủ các nước có doanh nghiệp hợp tác với Iran. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ làm việc cùng với các nước đối tác châu Âu xây dựng một thỏa thuận mới về vấn đề Iran, đồng thời hy vọng một thỏa thuận mới sẽ sớm được hình thành. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này không chỉ tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran mà còn bao gồm cả chương trình phát triển tên lửa của quốc gia Trung Đông. Chuyển sang những thông tin khác, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cho biết nước này sẽ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, đồng thời cho phép đầu tư vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo khẳng định nếu Triều Tiên chấp nhận từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân của mình, Mỹ sẽ cho phép các doanh nghiệp tư nhân của nước này đầu tư cũng như hỗ trợ quốc gia Đông Bắc Á xây dựng hệ thống năng lượng phục vụ sinh hoạt. Mỹ cũng sẵn sàng đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và nông nghiệp, đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm cho người dân Triều Tiên. Vào 4 giờ chiều nay tại Jerusalem, Israel, tức 20 giờ theo giờ Hà Nội, Mỹ tổ chức lễ khai trương trụ sở đại sứ quán mới của mình ở Jerusalem, đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm quốc khánh Israel. Đây là quyết định vốn gây ra sự tranh cãi trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua. Chính quyền Tel Aviv đã gửi giấy mời tham dự sự kiện khai trương trụ sở đại sứ quán mới của Mỹ ở Jerusalem tới phái bộ ngoại giao của 86 nước tại Israel. Tuy nhiên, chỉ có 33 nước xác nhận tham dự. Các nước nhấn mạnh rằng cần có một thỏa thuận hòa bình toàn diện để quyết định tình trạng hiện tại của Jerusalem và việc Mỹ di chuyển đại sứ quán tới đây có thể gây tổn hại tiến trình này. Tổng thống Mỹ sẽ không tham dự sự kiện này, thay vào đó Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ông John Sullivan dẫn đầu phái đoàn của Mỹ, trong đó có con gái và con rể kim cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ivanka Trump và Jared Kushner tham dự. Ngay sau loạt vụ tấn công liều chết nhằm vào thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java của Indonesia diễn ra liên tục trong hai ngày vừa qua, sáng nay Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã lên án các hành động bạo lực đẫm máu trên, đồng thời cam kết thúc đẩy thông qua một dự luật chống khủng bố mới nhằm chiến đấu hiệu quả với các mạng lưới khủng bố Hồi giáo cực đoan ở nước này. Phát biểu trên truyền hình vào sáng nay, Tổng thống Indonesia ông Joko Widodo cho biết sẽ ra một nghị định vào tháng tới nhằm thúc đẩy dự luật chống khủng bố mới nếu dự luật này không được Quốc hội thông qua. Ông đồng thời nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng trong các chiến dịch chống khủng bố. Liên quan tới vụ tấn công khủng bố mới nhất vào sáng nay tại Surabaya, cảnh sát địa phương thông báo có 4 kẻ đánh bom liều chết đã tham gia vụ đánh bom vào một đồn cảnh sát, khiến ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 4 cảnh sát. Cả 4 tên khủng bố đều thiệt mạng tại hiện trường. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 14 tháng 5. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang chịu ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới trên cao, nên chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực thành phố Vũng Tàu chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, sấm sét và lốc xoáy, gió nhẹ. Ngày mai trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm 65 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 70 đến 90%. Vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 15 tháng 5 năm 2018, mực nước cao nhất 380 cm xuất hiện lúc 13:30, mực nước thấp nhất 120 cm xuất hiện lúc 20 giờ. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây kết thúc. Mời quý vị tiếp tục cập nhật những thông tin thời sự nổi bật trong bản tin 21:50 tối nay trên sóng BRT. Còn bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.